Trời ơi. Ý, cũng mua cá lóc kho, cá bảy chầu, cá dầm, cá lòng tông. Trời ơi. Cá quá trời nhiều luôn cả nhà ơi. Mở cá hùng hỉnh. Trời ơi, vừa bắt được nhiêu, nó quý dữ lắm, nó quý luôn. Cua nổi lên rồi đó. Đâu đâu. Nổi lên từ từ nè. Nó thành cục, tại vì hồi nãy mình có dằn miếng muối với nó. Cua nổi lên nó ngộ quá. Mình ở quê ở đồng cái ruộng, mà hôm nay cũng lâu quá chưa ra đồng cái ruộng nha cả nhà. Hai lúa là phải đi ra ruộng. Mình đi dài dài đây có hai ngố, sẽ đi một cô bắt ốc, bắt tôm hùm gì đó cho cả nhà nha. Thiệt nè, đây là cái khu vực ngã ba Sông Tiền. Bên đây thì quẹo về Cần Thơ. Hôm nay thì đi An Giang, còn đường này thì đi Đồng Tháp. Anh ơi, mà hôm nay cũng có rất nhiều anh chị, các bạn và các em bình luận nói hôm nay hai ngố ơi lâu quá không có đi sinh tồn săn bắt diệt trơn, giờ thèm cảnh quê hương này kia kia nọ quá trời rồi, bây giờ hai ngố đi hôm nay lâu quá, cả nửa tháng cả tháng trời ơi. Ôi mấy cái xe cũng đẹp. Rồi nên hôm nay hai ngố sẽ đi khám phá. Vòng vòng đi săn bắt kiếm này kia, về nấu bữa cơm đồng quê cho cả nhà nghe cả nhà. Rồi cả nhà mình đi nha. Đi con ngó ơi, đi con. Đi ra mấy kinh càng càng này rồi. Đồ hàng dữ kìa. Đầu quá xuống thục hàng. Gì? Chúng thục hang cây không? Đây này có gì ta? Có đó, còn gì? Hồ lội. Ở mương vườn cũng có hồ lội nữa hả? Có hả? Thường thường nhớ là ở mương ngoài sông mới có hồ lội chứ. Mương vườn cũng có hồ lội nữa. Ồ, hang này nhỏ. Nhỏ quá, không tới. Ồ, có. Có không? Thôi chúng nó kẹp á. Đây cục đất đè lại liền, kinh nghiệm bắt cua. Ờ còn con nữa. Cục cua mà vô hang á, mình thọt tay vô mình đưa cục đất vô trước á cả nhà. À, nó sẽ dính vô cục đất, nó không có kẹp được cái tay của mình. Rỗi quá, kẹp bấy nhầy tay chân rồi, giờ này mới biết hả? Trời ơi vậy. Ê, cua, cá. Vô đường nước. Vô ông bọn nước chứ, hồi cá sặc. Ủa, cua đâu vậy? Nè. Trời mày chú ơi. Chạy đâu hả bứ. Vô luôn đi con. Hết rồi.
Ồ, ý mà chị đi gần gần này được nha. Có không? Ngố đi. Thôi coi coi coi. Hai hang thông nhau ha. Thọt hang này cái chạy qua bên đây. Ngon ngon ngon. Đưa cạp hỏ ngon ngố rồi. Cạp hỏ ngố rồi. Hàng nó đục kìa không? Anh, hàng đục kìa, hàng nó đục á. Thấy hàng nó đục không? Kìa, cá nó chạy vô. Đâu? Giờ, giờ đắp đây hả? Đắp đây hả? Ừ. Rồi, giờ đắp đi. Đắp được nè. Đắp ngang. Đó, 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 đó. Ủa, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chạy cá lóc hay vậy? Rồi. Chạy vô hang. Trời ơi, chạy một tí rồi. Chạy một tí. đắp đi, còn nhiêu bắt nhiêu. Chạy bên kia luôn hả? Ừ. Trời ơi, giỡn sóc luôn. Ôi dồi, chạy nữa kìa. Kìa, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Đắp đây trước đi, đắp đây trước đi. Chạy nữa rồi. Kìa kìa, cá nó chạy kìa. Cá nó chạy luôn. Đắp như này, đắp như này. Kìa kìa, cá lóc kìa. Đâu? Kìa, cá lóc. Trời ơi. Chạy đâu rồi? Đâu rồi? Cá lóc hả? Cá lóc hết hồn không? Cá lóc hả? Đó, đó, đó. Kìa kìa. Dính. Dính chưa? Dính rồi. Đâu? Đây cả nhà, dính cá lóc hộp. Thấy rõ rồi. Bỏ vô khoan, đây hồn hồn cá lóc hả? Đây chạy chứ. Nó chạy. Nó chạy giỡn giỡn như gan nãy vậy đó. Lẹ. Đắp ngay đây. Ừ, đắp ngay đó đi. Rồi đây phải đắp một cái nữa mà được. Cá lóc nữa. Hên quá. Rồi. Ôi. Ủa cái Dũng này đâu ra ok nè. Cá nó cá. Trời ơi. Cá nhà thấy không? Này chắc cá còng tông không qua má. Cá còng tông. Thấy á. Nãy có cá thấy cá lóc khọt mà. Ê, cá sặc nổi. Đâu. Kìa. Cá nổi. Ôi giời. Trời ơi. Ở nhà chắc ai nhắc lại không biết nữa. Ồ. Để tắt cái ha. Khoan khoan. Có cái không? Có dính. Ủa. Gì? Mày. Ê cá kìa. Cá này ấy kìa. Đó 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 đó. Thấy cá không? Rõ ràng. Đó. Dính. Dí cá sạc. Trời ơi nó quý. Cá nó quậy kìa. Cá nó quậy kìa. Tát bên đây nè. Tát bên này không? Đây vỗ hướng lại được. Tát bên đây nè. Ê, cá kìa. Chụp đầu con cua. Con cua, chụp đầu luôn. Thôi. Con bự. Kìa. Cái cá nó dậy thì cá nó ụt rồi, mất rồi chân. Đâu 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 bà ấy thử là thấy cái đó cá nó lậu dữ lắm. Kìa kìa. Cá sặc đen giờ khó kiếm dữ lắm á. Ồ nó chui vô đây nè. Đâu đâu đâu. Cá sặc đen. Đó. Ừ, kìa kìa. Đâu? Kìa. La mà hấp hồn lắm. Cá nhóc. Thấy nó lội bệnh rồi quay lại bắt đầu. Kìa, sao lưng kìa. Đâu? Ồ, ừ, đâu đó. Rồi, đó. Dính, cá sạc. Ê, kìa.
Trời ơi. Trời ơi. Cái ngao không kìa. Cá nhảy binh 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 luôn. Kìa. Tát tát tát. Tát là được. Trời ơi. Tát mới được. Quá trời ơi. Ui. Đi nhét nhét cái ba. Còn chui với cái giả cây. Mãi có cá lóc nữa đó. Ôi ôi, có cá lóc à. Ừ. Mãi lội thấy lội vượt vượt. Vô mánh. Vô mánh, vô mánh bà con ơi. Trời ơi, hai tay hai con luôn. Dính, liền vô. Ôi, quá trời cá luôn em ơi. Rồi đem đến, đem đến. Bánh trúng bánh. Trúng bánh còn bờ bánh bánh. Nó được hai cái gương sen. Trời ơi, nãy giờ con đi đâu rồi ngon? Đâu, 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 đâu. Bây giờ á, đây, 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 đây. Đây, đây, cận cảnh cho cây là xem kìa. Ôi, ôi, ôi. Trong cây gõ. Trời ơi. Ý, cua, cá lóc kho, cá bảy chầu, cá dầm, cá lồng tông. Tép. Hết rồi. Quá trời nhiều loại luôn. Cả nhà thấy không cả nhà? Trời ơi. Ôi dạ. Ừ, quá trời luôn cả nhà ơi. Đi cả nhà. Đúng mạnh. Quá. Cá quá trời nhiều luôn cả nhà ơi. Mở ca hung hỉnh. Trời ơi, ngay. Vừa bắt được nhiêu nó quý dữ lắm, nó quý luôn. Được cá lóc thọt kìa. Tép nữa kìa cả nhà. Cá bảy chầu luôn. Cá bảy chầu. Chầu. Vô mánh rồi. Trời ơi, coi kìa, một đống cá sạc luôn. Một cắn cá. Ồ, cái này vậy mình làm món ngon ngon đi. Cá sạc đen. Đen. Gọi là cá sạc kìa kìa, đâu bỏ lên đây, cá lóc tép đâu, cá bay chầu, cá lồng tông cả nhà thấy không cả nhà, cá bay chầu được mấy con kìa, đó có gàng cá bay chầu luôn, cá bay chầu, cá sạc đen tép luôn, được nhóc hết trơn lội luôn. Rồi giờ bây giờ mình đi làm món xịn đi. Rồi ok, cua này làm được món, cá này làm được món, nhóc món hết trơn không có bò ra được. Ừ đúng rồi đó. Đổ đó đi là nó bò không được hả? Rồi xong. Tép kìa, tép kìa. Ui ui. Rồi đi kiếm đồ bói.
tới cái đám gãy này nha cả nhà. Giờ mình sẽ vô đó mình hái gà trái. Đây là những cái đám gãy của chú ruột không? Chú ruột. Nhưng mà cái khu này là có chú anh không mà. Tại vì giờ con dòng họ mình là giáp cái khu sau đích xã Tân Quy Tây. Ờ mốt nó bị giật dây cho. Cái gì á? Giật dây là sao? Chết. Không à. Đúng trời. Rút nó không kìa. Nếu mình không hái cũng bỏ à, hái lại đi. Bị gì thầy rồi, bị chết dây. Chết dây rồi em hái. Hên nha. Thấy không, mình ra trái chút nữa nè. Mình hái mấy cái bông này luôn đi. Cái bông này nấu cũng được nè. Ừ. Nè. Ừ thì em hái đi, để không bỏ uổng. Đó, thấy không? Héo vậy trơn luôn cả nhà. Dài ha. Nè, cái bông nè. Ừ, nó bị bông này ăn được hết rồi. Nó bị chết dây, nó dài. Trời, nó căm cũng được rồi. Trời ơi, trời nó uổng. Mấy cái bông nè. Không, nấu canh là cũng ngon lắm. Không lẽ nước ngập nó chết. Không biết. Không biết sao mà nó chết hai dây này. Đó. Dài. Dài. Nó thiếu nước. Tại vì nó không chết tại đó nó héo rồi. Nhưng mà cũng phải hái thôi. Phải hái bỏ. Cái đồ ăn cũng được, cái nhà nó héo héo nhưng mà ăn vẫn được nha. Ngay đâu vòng vòng hoài hả? Thật chỉ ngon. Trời ơi, nó héo héo mà ăn cũng vẫn được. Yo. Mấy cái bông. Bông nè. Bông có búp là ăn được rồi nè, thấy không? Thiết kế cái lò đó nấu cơm nha em. Em thiết kế làm sao mà nó cháy đó nha. Thiết kế ông táo rồi. Vậy con, làm gì con? Thiết kế ông táo với bà táo rồi mà thiết kế ông táo rồi. Bắt ở đây nấu ở đây luôn nghe cả nhà. Đi đâu có xa vậy. Quá mát lâu quá ra ruộng, chân thành gió mát này chứ. May mắn này sao may mắn mà mỉm cười với anh này vậy, bắt cá quá trời cá luôn. Ngon thử có khỉ gì đâu mà thử. Xạo quá ngồi. Xạo quá ngồi. Xạo. Đặc biệt nó không bắt chuột. Không gặp chuột không biết quát. Biết thử rồi. Cái quát thì nó không biết quát. Thử thử thôi mày. Xạo quá. Ta làm xong. Hay ông táo bà táo. Nước cơm. Rồi hớp cá để cho. Cái nhỏ mình thả ở đây cho lấy mớ cá bự à. Tép nhỏ quá mình không có. Nó bự nữa mà. Trời ơi thôi mớ cá là vô mánh luôn á em. Rồi mình để miếng đường. Miếng cá sạch răng này bệnh bệnh không ha? Đen. Ừ thì sạch đen đó, sạch đen gọi là sạch răng, sạch trắng gọi là sạch bướm. Để cho nó đậm đà. Để tiêu, để miếng tiêu. Giờ này, cái sặc cá rô đồ cá lóc cũng là hàng hiếm luôn. Ớt. Rồi, lên bếp.
mấy mấy cua nấu canh. Ừ, cua nấu canh để đâm. Đâm đi. Cua ngon ha em. Ít ít nhưng mà chất lượng không à, hàng chất lượng không. Dùng xí muối, dặn xí muối. Ăn món gì vậy? Ăn cho cái cua nó đóng cục lại. Ồ, nha. Không không dằn là không đóng hả? Ừ, đúng rồi. Ngon quá. Cái xíu bột ngọt cho nó ngon. Cho nó đâm cái nờ đó vô nó nổi sao? Không. Để dằn cái xuống muối đó. Được nhưng mà hết nước thịt này thôi. Rồi cái xác rác nè. Rồi cái đồ mình bắt lên. Đó lửa lửa nó cháy. Thì nè. Ngon. Nè, nó lúc cá này cả nhà đó thấy ôi, chưa? Đã quá cả nhà ơi. Wow. Cái sạc. Cá lóc. Bảy chậu, năm chậu. Cá lóc. Đâu đâu đâu. Thấy không? Nó nổi lên từ từ nè. Nó thành cục tại vì mình nãy mình có dằn miếng muối với miếng bột ngọt. Cua nổi lên á, ngộ quá. Ho đang người đang kéo 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 rồi nè. Đó, đó. Giờ này mình đi miếng thêm miếng muối. Nãy có dằn miếng muối rồi, nhìn dằn thêm tí nữa thôi. Vậy thêm tí bột ngọt nữa. Tí xíu đường thôi, tại vì nó đã ngọt cua nó ngọt dữ lắm. Rồi để cho nó sôi lên, rồi để mướp vô, để gọt mướp. Cái đọt thì mình tước nè. Bớt cái này, nó dai. Cái này mướp này nấu mì, mướp non rồi nấu mì ăn là nhức nách, ngọt. Cái này mướp non nè, mướp non nhưng mà tại vì nó bị héo dây, không héo dây trái này còn bự dữ lắm. Này mới xì xì ở đâu được hết trơn. Trước đi, chút xíu mới để cái này vô à. Cái này trước. Nghe lâu lâu chín hơn ha. Ồ, thịt cua nè cả nhà. Thành cơ thịt nè. Nó đóng lại nè. Còn không có để là nó không có đâu thịt đó chứ. Rồi cua có mấy con cua mà thịt nhóc kìa. Hạn cua.
rồi, chín rồi. Hôm nay được món canh mướp nấu với cua, ngon tuyệt vời luôn. Ngon cơm. Có mấy con cua hả mà thịt nhiều thiệt. Cua cái này mập ghê hả em. Như món cá sặc kho tiêu của Hiếu Ngố nữa. Canh mà ăn với canh mướp mà ăn với cá kho tiêu thì còn dư bằng. Mời cả nhà hấp thử miếng canh coi vừa ăn chưa. Vừa không? Ngọt không? Vừa ăn quá rồi. Nè, tép nè. Được có mấy con tép mà. Mời cả nhà ăn cơm cả nhà. Được mấy con tép à. Mời cả nhà ăn cơm với hai ngố nha. Quá trời lâu rồi để hai ngố làm một cái clip bữa cơm cho mấy cháu. Để cả nhà thiệt lâu lắm rồi. Mời cả nhà nha. Rồi ăn cơm thôi. Đâu rồi, mấy cháu mướp đâu rồi. Rồi. Cá sặc nó nứt ra. Mướp nha cả nhà, mướp non. Mướp non nấu canh để vỏ luôn. Ăn giòn giòn. Có vỏ. Tại vì mấy hôm nay mình giống như là mình thiếu cái thứ đó, đó nên mà hôm nay mình ăn cái mình gặp mình giống như mình thiếu hương vị quê hương nha. À, nói chung là thiếu vị gà đồng gà ruộng nè. Thì chứ ra đây là nói chung là nó vừa mát nè, cái không khí nó trong lạnh. Rồi những cái con cá, những cái cọng rau gì đó hai ngố tự hái tự săn bắt đồ nấu ăn giống như mình chơi nhà chòi sao là vậy thôi mà chẳng qua là như hồi xưa mình chơi nhà chòi cả mình nhà. Nấu ăn thiệt.
cả nhà chọn là nấu ăn chơi thôi. Rồi khung cảnh nói chung là nó thơ mộng, mà nói chung là nó thảnh thơi lắm, giống như là nó ấy lắm. Mấy hôm nay mình quá trời lu mình căng thẳng tùm lum chân lớp bị anh xin ngố rồi nè. Hả? Cho anh gì đâu cho anh với bất tử mà viết thư còn hoàng nữa. Để đó đi, để nữa. Rồi hai ngố cũng xin kết thúc clip nha. Xin gửi đến cả nhà mình bữa cơm đạm bạc của hai ngố, đó là cá sặc kho tiêu với cua nấu canh mướp. Cả nhà thấy thương mến hai ngố, hãy bấm like và đăng ký kênh, chia sẻ cho nhiều người cùng xem để giúp cho hai ngố có nhiều động lực để làm thêm nhiều cái video như là chân giả hay là như là quê hương này kia cả nhà. Hai ngố cũng xin chúc cả nhà mình có một ngày xem clip của hai ngố hoặc là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.